giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái việc là để có thể phòng ngừa. Vậy thì thưa bác sĩ, nên ở giai đoạn nào thì chúng ta sẽ nên tầm soát ung thư đại trực tràng ạ? Về cái vấn đề tầm soát ung thư đại trực tràng thì Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ người ta có đưa ra cái khuyến cáo rõ ràng. Người ta sẽ phân các bệnh nhân thành hai nhóm đối tượng. Một nhóm đối tượng là nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Những người có nguy cơ cao, tức là những người có tiền căn gia đình, có tiền căn bản thân, bị có polyp, hoặc là chúng ta có những cái hội chứng đa polyp gia đình, thì những cái đối tượng nguy cơ cao đó thì chúng ta sẽ nên tầm soát càng sớm càng tốt. Những người mà có nguy cơ trung bình, tức là chúng ta hoàn toàn không có tiền căn gì hết, chúng ta chỉ muốn tầm nội soi thôi, thì khuyến cáo là 45 tuổi. Còn những người mà nguy cơ cao thì tốt nhất là có thể là khoảng 40 tuổi là chúng ta nên tầm soát rồi. Thưa bác sĩ, vậy thì với những người mà có tiền căn từ gia đình đã mắc ung thư đại trực tràng thì cái việc tầm soát này nó sẽ diễn ra như thế nào và họ có nên ở cái độ tuổi nào thì đi tầm soát ạ? Cái độ tuổi thì cái khuyến cáo rõ ràng là tầm khoảng 40 tuổi. Còn nếu như mà trong gia đình của mình ở thế hệ thứ nhất, tức là cha mẹ, anh chị em ruột mà có người bị ung thư ở cái độ tuổi trước 60 thì mình sẽ lùi lại 10 năm so với cái độ tuổi đó. Ví dụ như là trong gia đình mình có ba của mình phát hiện ung thư đại tràng từ năm 45 tuổi đi, thì mình sẽ trừ lại 10 năm, tức là 35 tuổi, mình đến 35 tuổi mình sẽ phải đi nội soi. Đó là cái khuyến cáo của cái hội ung thư là vậy. Tại vì thường là ung thư nó cần cái thời gian là khoảng 10 năm, nó phát triển từ cái polyp dần dần trở thành ung thư, thì mình có cái khoảng 10 năm đó để mình theo dõi. Vậy thì còn với cái thế hệ tiếp theo nữa thì mình có phải trừ đi 10 năm không ạ? Thế hệ tiếp theo nữa thì mình sẽ tính là có hai người trong cái thế hệ tiếp theo đó, mình cũng trừ đi 10 năm như vậy, và cũng trừ đi 10 năm đối với cái người nhỏ tuổi nhất á. Tức là ví dụ như có hai người trong cái thế hệ đó cùng bị ung thư đại tràng thì mình lấy cái người nhỏ tuổi hơn. Ví dụ như người đó là một người 45 tuổi, một người 42 tuổi thì mình sẽ lấy 42 mình trừ đi 10, thì những người trong gia đình phải tầm soát từ năm 32 tuổi. Có nghĩa là mình càng sớm càng tốt để có thể phát hiện, đúng không ạ? Nhưng mà thưa bác sĩ, đôi khi có nhiều người họ hay nghĩ là khi mình đi tầm soát nội soi về những cái căn bệnh và trong đó có ung thư đại trực tràng thì đôi khi là khám thì sẽ ra bệnh. Chưa hiểu được rõ cái ý nghĩa của cái việc tầm soát này sẽ mang lại như thế nào, thì bác sĩ có thể chia sẻ không ạ? Tầm soát tức là khi chúng ta đi khám mà khi chúng ta chưa có triệu chứng gì cả, thì khi đó những cái tổn thương nó chỉ ở cái giai đoạn rất là sớm. Như chúng ta chia sẻ nó ở giai đoạn rất sớm thì chúng ta có thể loại bỏ nó hoàn toàn luôn và coi như là chúng ta điều trị khỏi bệnh. Thì chúng ta chứ đừng có đợi đến cái giai đoạn là đã có triệu chứng rồi thì rất là muộn rồi, và chúng ta sẽ rất là tốn kém cái chi phí để điều trị này, ha, gánh nặng cho cả gia đình, cho cả xã hội luôn. Thì chúng ta nên đi sớm từ cái giai đoạn chúng ta chưa có gì cả và nên theo cái khuyến cáo. Cái câu này nó phù hợp với câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, vậy thì hiện nay với những cái công nghệ hiện đại của chúng ta thì sẽ có những cái phương pháp nào để có thể tầm soát ung thư đại trực tràng ạ? Có một số cái phương pháp để tầm soát, ví dụ như là mình xét nghiệm phân, mình tìm coi có máu trong phân hay không, tức là có đâu đó trong cái đường tiêu hóa của chúng ta nó có chảy máu thì nó sẽ thể hiện là phân mình có máu. Một cái phương pháp nữa là người ta có thể chụp các lớp cái đại tràng, người ta gọi là nội soi ảo á, thì chúng ta cũng có thể phát hiện được những cái khối u. Tuy nhiên Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ khuyến cáo cái xét nghiệm mà nên làm là cái nội soi đại tràng bằng cái ống soi mềm, tức là chúng ta trực tiếp soi vào cái lòng đại tràng, phát hiện được những cái tổn thương và chúng ta loại bỏ nó ngay luôn trong cái quá trình nội soi đó là cái tốt nhất. Đó là cái phương pháp tối ưu nhất. Đúng rồi, đó là cái phương gọi là xét nghiệm sàng lọc ưu tiên. Nhưng mà thưa bác sĩ, đôi khi là cái việc tầm soát nội soi này nó cũng mang lại một vài cái cảm giác không thoải mái lắm, đúng không ạ? Và nếu như mà ai chưa trải qua về cái việc tầm soát nội soi cho những cái căn bệnh khác thì sẽ có cái tâm lý lo sợ. Không biết là mình nên chuẩn bị như thế nào để trước khi bước vào cái việc lựa chọn phương pháp này ạ? Thì đa số mọi người khi mà nghe nói đến nội soi thì rất là sợ. Là bởi vì thứ nhất là sợ đau, thứ hai là sợ là không biết là có những cái tai biến gì hay không, đúng không? Hoặc là người ta cái tâm lý là mình cái phơi bày cái phần kín của mình ra như vậy cho bác sĩ thì thật là e dè. Thì ngày nay thì khi mà chúng ta thực hiện nội soi, đặc biệt là tại phòng khám Victoria, chúng ta có cái phương pháp nội soi an thần sẽ giúp cho bệnh nhân thứ nhất là có thể rơi vào một cái trạng thái ngủ, thứ hai là giảm đi cái sự lo lắng, giảm đi cái sự đau đớn khi mà chúng ta thực hiện cái nội soi.
Nhưng mà thưa bác sĩ, cái phương pháp nội soi an thần này cụ thể là phương pháp như thế nào, bác sĩ có thể mô tả rõ hơn không ạ? Cụ thể tức là khi mà chúng ta nội soi thì chúng ta có hai cái phương pháp để làm giảm cái sự khó chịu, hoặc là an thần hoặc là gây mê. Phương pháp gây mê là chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ, hoàn toàn không biết gì cả, và thường là thực hiện ở trong bệnh viện có một cái đội ngũ bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên gây mê thì nó sẽ phức tạp hơn. Còn cái gây mê an thần thì bác sĩ nội soi có thể thực hiện ngay luôn tại phòng soi của mình, tức là bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc. Và sau khi tiêm thuốc thì sau khoảng 2 đến 3 phút mình sẽ rơi vào cái trạng thái hơi gọi là mơ mơ màng màng, ngủ nhẹ, ngủ ngắn, và có thể sau khi nội soi xong thì mình có thể ngủ thêm khoảng 15-20 phút nữa, và để giảm đi cái sự khó chịu của mình. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng đến thuốc để có thể gây mê một cái mơ màng như vậy thì không biết là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không ạ? Thật sự cái thuốc mà an thần thì hầu như nó ít có cái tác dụng phụ gì lắm, hầu như nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe hay là cái trí nhớ của mình như là cái thuốc mê đâu. Cho nên là mình có thể yên tâm về sử dụng cái phương pháp này nhé. Thưa bác sĩ, vậy thì ngoài việc là khác nhau về chúng ta sử dụng gây mê và cái thuốc an thần, thì cái nội soi gây mê và nội soi an thần nó còn cái điểm gì khác biệt trong quá trình thực hiện không ạ? Trong quá trình khác biệt, đó khác biệt thì như đã có chia sẻ với anh rồi đó, gây mê thì mình nên thực hiện ở trong bệnh viện có một cái đội ngũ để bác sĩ sử dụng cái thuốc mê cho phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mình, và đánh giá tiền mê rất là phức tạp. Còn nội soi an thần thì bác sĩ nội soi sẽ là người trực tiếp thăm khám, đánh giá cho bệnh nhân, sử dụng cái liều lượng thuốc cho phù hợp bệnh nhân, thì không cần đến cái đội ngũ phức tạp như vậy. Mà chúng ta có thể thực hiện tại phòng khám. Lúc chúng ta gây mê an thần thì mình sẽ vẫn còn được cái sự mơ màng và nhận thức đúng không ạ? Có người hoàn toàn ngủ nha, nhưng mà cũng có người thì có thể hay biết một tí xíu, nhưng mà người ta sẽ giảm đi cái sự khó chịu rất nhiều. Nhưng mà ở đây là câu hỏi mà Kim Anh đặt trước cho quý vị, bởi vì thật sự là đến cái giai đoạn này rất là tò mò, đó là nếu như mà với những người chúng ta vẫn còn nhận biết thì đôi khi họ sẽ sợ là nhỡ lúc đó thuốc không tác dụng em vẫn thấy đau thì sao bác sĩ? Thật ra thì cái nội soi với những cái kỹ thuật mới và cái đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp thì thật sự cái nội soi nó không có gây đau đớn nhiều. Nó tùy thuộc vào cái kỹ thuật của bác sĩ, cái người mà làm nội soi nữa. Vì hiện tại ở hệ thống phòng khám Victoria là cái đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp rồi, nên là mình cũng không có sợ là có thể gây đau cho mình đâu. Mình có thể yên tâm ở chuyện đó nhé. Và chắc chắn là khi mà chúng ta giao mình cho bác sĩ để bác sĩ có thể nội soi thì quý vị cũng sẽ rất là thắc mắc là cái quá trình nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Đó là một cái quy trình nó cũng hơi dài, tức là đầu tiên là bệnh nhân sẽ được bác sĩ thăm khám, xem cái chỉ định và chống chỉ định của cái chuyện nội soi, xem bệnh nhân có được nội soi được hay không. Sau đó bệnh nhân sẽ được cho thuốc sổ, có thể uống tại phòng khám hoặc là đem về nhà uống. Sau khi uống sạch rồi, đi tiêu sạch rồi thì sẽ vào phòng khám, và sau đó chúng ta sẽ được chuẩn bị một cái đường truyền tĩnh mạch, vào phòng soi được tiêm cái thuốc, và sau đó chúng ta ngủ và bác sĩ sẽ thực hiện cái cuộc nội soi. Trong quá trình nội soi nếu có polyp bác sĩ sẽ xử lý luôn, và xem đem cái polyp đó gửi cho tế bào học để người ta xem cái mô bệnh học của cái polyp là gì, nó là loại polyp gì, để chúng ta có cái hướng theo dõi tiếp theo. Rồi sau đó bệnh nhân có thể ngủ thêm vài phút hoặc là nửa tiếng, rồi sau đó có thể là thức dậy và bác sĩ sẽ trả luôn cái kết quả ngay lúc đó cho mình luôn và có thể ra về. Tuy nhiên khuyến cáo là trong cái ngày nội soi thì chúng ta nên có người thân đi theo để chở mình về, bởi vì sau khi nội soi xong thì cái thuốc nó có thể làm cho chúng ta hơi choáng thì chúng ta không thể tự lái xe được, thì chỉ có cái tác dụng phụ đó là đáng kể thôi. Thưa bác sĩ, vậy thì ngoài cái tác dụng phụ đó, không biết là mình có cái trường hợp nào đã từng xảy ra tai biến hoặc là mình có những cái tai biến nào đó về cái việc nội soi này chưa? Khi chúng ta thực hiện thủ thuật thì chắc chắn là sẽ có những cái tai biến có thể xảy ra. Những cái tai biến thì thường nó liên quan đến cái chuyện là cắt polyp, tức là khi chúng ta thực hiện thủ thuật á, nó có thể gây chảy máu, hoặc là nó một số trường hợp là polyp to mà chúng ta phải đút điện á, thì nó có thể gây thủng cái đại tràng. Thì những cái tai biến nó hầu như rất là hiếm xảy ra. Nếu mà chúng ta sử dụng kỹ thuật tốt thì nó hầu như cái tai biến rất là thấp, khoảng 1-2%. Nhiều. Và với cái việc nội soi và chúng ta gửi polyp đi để có thể kiểm tra thì thường là sẽ mất khoảng thời gian bao lâu để có thể nhận được kết quả ạ? Tại phòng khám Victoria thì chúng tôi thường hẹn khách hàng là khoảng 5 đến 7 ngày.
chúng ta sẽ có cái kết quả mô hình học và chúng ta sẽ gọi điện thoại báo cho khách hàng về cái kết quả của mình, và sau đó dựa vào kết quả mô hình học đó chúng ta sẽ có cái kế hoạch để hoặc là nội soi lại hoặc là theo dõi tiếp như thế nào. Trong những cái trường hợp ví dụ như là polyp lành tính này, hoặc là polyp tăng sản đó, thì chúng ta cần phải chúng ta cũng không cần phải nội soi lại trong vòng 10 năm. 10 năm sau chúng ta mới cần phải soi lại, tầm soát lại từ đầu. Thưa bác sĩ, vậy thì trong cái quá trình nội soi nếu như mà chúng ta phát hiện có khối u và polyp thì chúng ta sẽ được cắt bỏ hết hoàn toàn hay là chỉ sinh trí thôi ạ? Tức là nếu mà nó là cả dạng polyp và trong cái khả năng cắt được thì chúng tôi sẽ cắt luôn. Còn nếu nó là một khối u quá to rồi, nó bít kín cái lồng của đại tràng mà chúng ta không thể cắt được tại phòng khám thì chúng ta có thể sẽ sinh trí một cái mẫu đem đi xét nghiệm xem nó có phải thật sự là ung thư hay không. Và thường với những cái khối u mà nó to như vậy thì thường nó là ung thư đó, thì chúng ta sẽ gửi bệnh nhân đến bệnh viện để có thể chụp CT này, đánh giá cái sự di căn của cái khối u này và có cái phương pháp điều trị tiếp theo, có thể là cắt khối u chẳng hạn. Dạ. Thưa bác sĩ, vậy thì với những cái u lành tính thường sẽ được khuyên là cắt bỏ, và sau khi mà chúng ta đã cắt bỏ đi rồi thì có phải là mình có thể hoàn toàn yên tâm là mình sẽ không mắc phải cái việc ung thư đại tràng nữa không ạ? Tức là chúng ta sẽ không chắc chắn là mình đã được loại trừ hoàn toàn. Tức là chúng ta vẫn có thể bị tái phát polyp trở lại. Chúng ta vẫn có thể tái phát polyp trở lại và chúng ta vẫn phải có cái kế hoạch theo dõi tầm soát định kỳ theo cái lịch. Tức là ví dụ như trong trường hợp mình cắt cái polyp và bác sĩ kết luận là polyp của mình là polyp lành tính, thì ok, 10 năm sau mình mới phải soi lại để kiểm tra những cái tầm soát lại cái polyp đó, chứ không phải tức là không phải là mình cắt polyp rồi là mình không có hình thành polyp nữa nha, nó vẫn có thể bị lại, nhưng mình dựa vào cái kết quả của cái polyp lần trước để mình theo dõi, có cái kế hoạch theo dõi cho lần sau. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà kết quả nội soi của chúng ta hoàn toàn tốt thì khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta khuyến cáo là nên nội soi lại ạ? 10 năm nhé. Dạ. 10 năm là con số chúng ta có thể sẽ theo dõi lại. Dạ. Nên là hoàn toàn yên tâm là chúng ta chỉ soi một lần và bảo hành cho chúng ta tới 10 năm lận nha. Dạ. Nên là nếu như mà chúng ta có những cái triệu chứng hoặc là chúng ta có điều kiện thì rất là nên thực hiện nội soi tầm soát để chúng ta có thể phát hiện sớm. Đôi khi đây cũng là cái việc bảo vệ sức khỏe của mình, bởi vì mình phát hiện sớm thì mình điều trị sớm, đỡ những cái biến chứng và phải thực hiện những cái ca phẫu thuật lớn, đúng không ạ?